Thưa quý vị, thưa các bạn, quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam, Campuchia đã có những bước tiến mạnh mẽ trong những năm qua, nhưng tiềm năng dư địa phát triển còn rất lớn. Việt Nam và Campuchia là hai nước có chung biên giới trên bộ với 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100 km tiếp giáp hai tỉnh là Kandan và Takeo, Vương quốc Campuchia, là cửa ngõ giao thương quan trọng của quốc gia nói chung, các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng với Vương quốc Campuchia và các nước thành viên ASEAN. Đây là lợi thế của An Giang trong phát triển thương mại biên giới. Những năm gần đây, hoạt động thương mại biên giới của tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực, hàng hóa phong phú với nhiều chủng loại, nguồn cung dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vùng biên. Hoạt động thương mại biên giới của thương nhân và cư dân hai bên biên giới diễn ra thông thoáng, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như bà con cư dân, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại thường xuyên được tổ chức. Mới đây, Hội chợ Công thương vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2023 đã diễn ra tại thị xã Tịnh Biên, với 400 gian hàng của các doanh nghiệp đồng bằng sông Cửu Long và Vương quốc Campuchia tham gia, đã cho thấy hội chợ lần này có ý nghĩa quan trọng để kích hoạt lại kế hoạch giao thương giữa hai nước Việt Nam, Campuchia sau dịch COVID-19 đến nay. An Giang là tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, là cửa ngõ giao thương quan trọng của trục Đông Tây giữa đồng bằng sông Cửu Long và các nước Đông Nam Á, có cửa khẩu quốc tế giáp với Campuchia và có nhiều tiềm năng và thuận lợi để phát triển thành một trung tâm thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư. Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại có tính chất liên kết vùng quan trọng, tạo cơ hội cho các địa phương giao lưu, quảng bá tiềm năng kinh tế, dịch vụ của mình, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất, cung ứng được tiếp cận và nắm bắt thị hiếu của đông đảo người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hội chợ cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác hợp tác, thiết lập kênh phân phối, phát triển thị trường trong nước và mở rộng thị trường sang các nước trong khu vực, nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch của An Giang và các tỉnh thành với các đối tác trong vùng và các doanh nghiệp ASEAN. Tỉnh An Giang trong nhiều năm qua tập trung cho phát triển cái kinh tế biên mậu ở khu vực biên giới Việt Nam và Campuchia. Với cái sự phát triển thị xã Tịnh Biên, thị xã Tân Châu và thành phố Châu Đốc, cũng như là cái định hướng về phát triển kinh tế biên mậu, khu kinh tế cửa khẩu biên giới, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Kandan và tỉnh Takeo ở khu vực biên giới, sự kết nối giao thương giữa Việt Nam và Campuchia tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Em tham gia hội chợ này với mong muốn là được quảng bá sản phẩm cũng như là kết nối với các doanh nghiệp khác nhau. Em thì tham gia cũng tương đối là cũng khá là nhiều hội chợ, và em đánh giá rất là cao cái hiệu quả, và vì sau khi những cái hội chợ như thế này thì thường là em sẽ được có thêm vài cái đầu mối để có thể là tiêu thụ sản phẩm của mình đó. Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực công thương giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia, Sở Công thương Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ về phát triển thương mại biên giới năm 2023. Theo đó, sẽ đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về thương mại biên giới, cung cấp thông tin pháp luật về quản lý hoạt động thương mại biên giới, lồng ghép tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về xuất xứ hàng hóa, các quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thông tin thị trường, đến các thương nhân và cư dân biên giới đang hoạt động kinh doanh tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho hàng hóa. Cùng với đó là triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại tại khu vực biên giới giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri, phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đức Cơ tổ chức phiên chợ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, kết hợp với chương trình xúc tiến thương mại của các huyện cho các sản phẩm OCOP địa phương, sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nông sản, ẩm thực, các sản phẩm của tỉnh Ratanakiri. Được sự ủng hộ của Bộ Công Thương, rồi Ban Giám tỉnh, thì hàng năm thì Sở Công Thương vẫn tổ chức các chương trình tại tỉnh Bạc, biên giới như tỉnh Bạc, để mà tiếp tục để kết nối giao thương giữa hai bên, để mà trao tìm kiếm các cái thị trường và hàng hóa giống như các cái hàng hóa xuất khẩu của mình, để cho những cái trong dịp tới nó sẽ tăng thêm. Cái hội chợ này là cũng là cái hội chợ
mà để mà coi như đánh dấu một bước sau dịch để mà tiếp tục là coi như những năm tới là sẽ triển khai những các hoạt động với ủy ban nhân dân huyện Đức Sơn để tổ chức các cái phiên chợ nó có ý nghĩa và tạo điều kiện cho hai bên giữa Việt Nam và Campuchia và đồng thời cũng để giao thương và giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng của người dân. Tham gia cái phiên chợ được dài ấy, riêng là cái xã của tôi rất mong muốn giới thiệu được cái sản phẩm của tất cả sản phẩm ô cốp mà tất cả đã được giấy chứng nhận. Thứ hai nữa là quan hệ thế nào để mà tiếp với cái các cái doanh nghiệp của các huyện các tỉnh bạn để mà gặp nhau trao đổi và giới thiệu sản phẩm đi tới bên kia với nước bạn. Hoạt động hợp tác phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ và đầu tư giữa các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các nước láng giềng Campuchia đã và đang được các địa phương đẩy mạnh trong thời gian qua. Hy vọng trong thời gian tới, thông qua các hoạt động này, thương mại biên giới giữa các tỉnh biên giới Tây Nam, Việt Nam và Campuchia sẽ phát triển mạnh mẽ.